Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thuế hải quan số 1 năm 2024 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Thưa quý vị, xuất hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là quy định bắt buộc của luật quản lý thuế. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã liên tiếp có hai công điện chỉ đạo về vấn đề này. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế tích cực tuyên truyền và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, việc xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng chưa được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện nghiêm túc. Các chuyên gia cho rằng việc áp dụng hóa đơn điện tử không chỉ là quy định bắt buộc mà điều này còn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Đây là nội dung chính trong bản tin thuế hải quan số 1 năm 2024 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Trước khi đến với nội dung trên, xin mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức về thuế hải quan nổi bật. Ngày 29 tháng 11 năm 2023, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 110, trong đó có nội dung giảm thuế suất, thuế giá trị gia tăng. Ngày 28 tháng 12 năm 2023, Chính phủ đã ban hành nghị định số 94, quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 110 của Quốc hội. Nghị định quy định giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024, đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất, thuế giá trị gia tăng 10%, trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ. Thực hiện nghị quyết số 110 của Quốc hội và nghị định 94 của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã ban hành công điện số 12 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế, yêu cầu chủ động tuyên truyền phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện nghị định số 94 của Chính phủ. Tổng cục Hải quan vừa có văn bản đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn, nhiên liệu bay từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trong đó yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường theo đúng quy định tại nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15. Đồng thời thực hiện tuyên truyền phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có liên quan về nội dung nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15. Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, cục thuế địa phương thực hiện nghiêm việc đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới trên các tuyến biên giới, vùng biển, địa bàn nội địa, cảng hàng không quốc tế, công tác quản lý thuế đối với các hộ cá nhân kinh doanh tại các khu vực chợ đầu mối, tại thành phố lớn để ngăn chặn tình trạng sử dụng hóa đơn để hợp thức hóa hàng nhập lậu, đặc biệt tại các tỉnh, địa bàn trọng điểm như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nghệ An, Tây Ninh, Đà Nẵng, Quảng Trị. Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam nhận được yêu cầu từ phía khách hàng Trung Quốc về giấy chứng nhận đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, đăng ký và nộp phí thông qua hai website www.gacc.app và www.aqseq.net. Trước thông tin này, Văn phòng SPS Việt Nam khẳng định Tổng cục Hải quan Trung Quốc không yêu cầu về loại giấy tờ này và quy định thu phí trực tuyến. Theo đó, hai website trên có dấu hiệu giả mạo và lừa đảo doanh nghiệp khi sử dụng tên viết tắt tiếng Anh của các cơ quan trực thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc trong địa chỉ website. Thưa quý vị, như đã giới thiệu ở đầu chương trình, việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là quy định bắt buộc. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này chưa thực sự quan tâm và thực hiện triệt để. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Hồng Quang, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần MISA. Xin chào MC Huyền Phương và xin chào khán giả của Thời báo Tài chính Việt Nam. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta cùng bắt đầu cuộc trò chuyện, xin mời khách mời cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện. Quy định xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán xăng dầu đã bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, thương nhân phân phối và doanh nghiệp bán lẻ đều ủng hộ chủ trương này. Theo các doanh nghiệp, việc áp dụng xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán xăng dầu sẽ giúp minh bạch hóa việc kinh doanh xăng dầu, chống thất thu và tăng ngân sách nhà nước và tạo sự công bằng với mọi thành phần kinh tế. Theo các chuyên gia kinh tế, hóa đơn điện tử là xu hướng tất yếu. Trên thế giới, nhiều quốc gia phát triển đã triển khai từ chục năm nay và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã để khách hàng tự phục vụ.
Do đó, để các doanh nghiệp Việt Nam triển khai đồng bộ hóa đơn điện tử, cần có sự tham gia sâu sát của nhà chức trách. Việc Thủ tướng Chính phủ hai lần liên tiếp có công điện chỉ đạo về vấn đề này cho thấy sự quan tâm rất lớn của Chính phủ trong việc quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với cơ quan thuế, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu để nắm bắt thực trạng, đáp ứng việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Thống kê mới nhất từ Tổng cục Thuế cho thấy, hiện đã có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên cả nước thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, tăng 151,8% so với thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2023. Vâng ạ, như phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi thì có thể thấy rằng là các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng cũng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp cũng như là người dân. Bên cạnh đó thì Thủ tướng Chính phủ cũng như là Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo rất sát sao vấn đề này. Vậy thì trước tiên ông đánh giá như thế nào về chỉ đạo này ạ? Như chúng ta đã biết thì các cái doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phải phát hành các cái hóa đơn sau mỗi lần bán thì cũng đã được quy định tại các cái văn bản trước đây. Và cụ thể là tại cái khoản 1 của điều 90 luật quản lý thuế thì có quy định về cái nguyên tắc lập, phát hành và sử dụng cái hóa đơn. Nó không phân biệt cái giá trị của cái hàng hóa dịch vụ sau mỗi lần bán. Thế và cái điểm và cái khoản 4 điều 9 quy định về thời điểm lập và phát hành hóa đơn điện tử đối với lại các cái trường hợp bán lẻ xăng dầu thì cũng đã được quy định rõ. Thế và vào tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2023 vừa rồi thì Thủ tướng cũng đã có những cái công điện khẩn để đốc thúc rồi là yêu cầu rà soát cái việc lập, quản lý và phát hành sử dụng hóa đơn điện tử. Và cụ thể là quy định đối với riêng, một cái công điện riêng đối với lĩnh vực quản lý và kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Thế thì các cái quy định lần này, những cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chủ yếu là để hiện thực hóa cái quy định của nhà nước vào trong thực tế đời sống. Thế và những cái đơn vị cung cấp các cái giải pháp về hóa đơn điện tử như Visa thì cũng đang nỗ lực nghiên cứu để tìm ra các cái giải pháp giúp cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và cơ quan quản lý nhà nước thực hiện cái hiện thực hóa các cái yêu cầu này. Vâng ạ, là đơn vị cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử thì hiện nay MISA có cung cấp hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp xăng dầu nó hay không thưa ông, và phản ứng của các doanh nghiệp ra sao ạ? Đương nhiên là MISA là một trong những đơn vị cung cấp các cái giải pháp về hóa đơn điện tử, và trong đó thì có cái hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp xăng dầu. Thế và chúng tôi tính đến cuối năm 2023 thì chúng tôi đã triển khai cho khoảng gần 600 doanh nghiệp, và nếu mà tính trung bình một cái doanh nghiệp có khoảng 3 điểm bán lẻ thì chúng tôi ước chừng đã cung cấp cho khoảng gần 2.000 cái điểm bán lẻ xăng dầu, so với cái quy mô là cả nước chúng ta có khoảng 17.000 các cái điểm bán. Thế và như các anh chị đã biết là trong cái thời gian vừa qua thì khi mà chúng ta triển khai cái này một cách sốt ráo thì cũng có một số những cái quan điểm phổ biến, những cái phản ứng của các cái doanh nghiệp, trong đó là canh cánh một vài các cái điểm như sau. Thứ nhất là cái chi phí đầu tư, các đơn vị đều lo ngại cái chi phí đầu tư cho các cái thiết bị như là các cái trụ bơm mới, phải nâng cấp hay thay thế các cái trụ bơm, rồi là chi phí cho việc phát hành từng lần cái hóa đơn thì nó sẽ tốn kém hơn so với việc phát hành một lần vào cuối ngày như trước đây. Cái thứ ba là cũng mong muốn cái lùi cái thời hạn áp dụng. Thì đấy là những cái ý kiến phổ biến và chúng ta chắc cũng đã được nghe ở trên các cái phương tiện thông tin đại chúng. Vâng ạ, có thể thấy rằng là với các doanh nghiệp thì cũng có những cái phản ứng trái chiều khác nhau. Tuy nhiên theo ông là việc xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán lẻ xăng dầu thì sẽ mang lại lợi ích gì cho người dân, doanh nghiệp cũng như là cơ quan quản lý nhà nước và toàn xã hội ạ? Chắc chắn là bên cạnh những cái chúng ta lắng nghe những cái ý kiến về việc băn khoăn của các doanh nghiệp khi mà phải đầu tư những cái chi phí ban đầu, nhưng mà những cái lợi ích mà thu lại thì có rất nhiều cho các bên. Đầu tiên là đối với những người mua, những cái khách hàng của các doanh nghiệp xăng dầu thì họ sẽ được nhận ngay những cái hóa đơn rất là tiện lợi.
Hai nữa là họ có thể sử dụng kê khai các hóa đơn đó một cách tự động, bởi vì khi là chúng ta phát hành hóa đơn điện tử thì họ hoàn toàn có thể sử dụng những hóa đơn điện tử đó để mà hạch toán, kê khai, nhập liệu một cách tự động. Thế rồi họ được nhận những cái hóa đơn đó thì họ sẽ được tham gia vào các cái chương trình, ví dụ như là chương trình bốc thăm trúng thưởng và rất nhiều các cái chương trình khác mà Tổng cục Thuế đang khuyến khích, đang khuyến nghị. Cái lợi ích thứ hai là lợi ích đối với lại chính các cái doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu này, thì chúng ta sẽ tự động hóa các cái hoạt động về việc phát hành hóa đơn. Thay vì chúng ta phải có cái công tác trước đây là phải ghi chép thống kê vào cuối ngày, rồi chúng ta phải viết tay các cái hóa đơn, thì hiện nay chúng ta sẽ tự động hóa được cái việc phát hành đó, và cuối ngày hầu như không phải làm các cái công tác thủ công là kê khai rồi tổng hợp nữa. Thế và khi mà chúng ta đầu tư quản lý một cách bài bản thì chúng ta có thể có nhiều cái lợi ích khác trong cái công tác quản lý, ví dụ như là thống kê doanh thu một cách tức thời, rồi đối chiếu với hàng tồn kho và rất nhiều các yếu tố khác để chúng ta có thể điều hành cái hoạt động kinh doanh tốt hơn. Còn đối với lại cơ quan quản lý nhà nước thì chúng ta sẽ góp phần chuyển đổi số toàn diện đối với cái lĩnh vực chính phủ số, và từ đó thì giúp cho chính phủ quản lý nền kinh tế tốt hơn. Ví dụ như là chúng ta có thể thống kê được các cái thu ngân sách nhà nước, hay là chúng ta đảm bảo cái môi trường kinh doanh công bằng đối với tất cả các doanh nghiệp, và rất nhiều các cái lợi ích khác nữa thì chúng ta đã biết trong thời gian qua khi mà ứng dụng hóa đơn điện tử. Vâng ạ, có thể thấy rằng là nhìn vào thực tế cũng như là những gì mà ông Lê Hồng Quang vừa chia sẻ thì lộ trình áp dụng xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng thì cũng đã được quy định tại luật quản lý thuế, và Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã có công điện chỉ đạo. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là bên cạnh những doanh nghiệp mà đã triển khai thành công thì vẫn còn ở đâu đó những doanh nghiệp mà bán lẻ xăng dầu chưa áp dụng vì e ngại rằng là việc mà xuất hóa đơn điện tử thì sẽ làm tăng chi phí cho doanh nghiệp. Vậy thì ông có quan điểm như thế nào về vấn đề này ạ? Khi mà các doanh nghiệp chuyển đổi áp dụng cái hóa đơn bán lẻ xăng dầu như thế này thì một trong những cái nỗi lo như chúng ta đã đề cập ở trên, đấy là chúng ta phải đầu tư các cái chi phí để mà thay thế hoặc nâng cấp các cái cột bơm hiện đại hơn. Nếu mà chúng ta muốn quản lý cái lưu trữ các cái dữ liệu sau mỗi một lần bán, thế và chúng ta muốn quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu tốt hơn chứ không chỉ phát hành hóa đơn điện tử, thì nó sẽ phát sinh các cái chi phí như vậy. Và tôi cho rằng đây là một cái chúng tôi hoàn toàn đồng cảm, và đây là một trong những cái thực tiễn. Thế tuy nhiên thì khi mà chúng ta xét về mặt dài hạn thì những cái đầu tư này hoàn toàn là xứng đáng. Điển hình nó mang lại những cái lợi ích như tôi có trao đổi. Và ngoài ra thì các cái nhà cung cấp giải pháp cũng đã cùng với các cái cơ quan quản lý nhà nước tìm ra những cái giải pháp để giúp cho doanh nghiệp có thể hạn chế được những bớt đi những cái chi phí đầu tư. Thì hiện nay nó cũng có hai cái hình thức, ngay như hóa đơn điện tử của MISA có giúp cho các doanh nghiệp có hai hình thức. Hình thức thứ nhất là đối với các đơn vị mà vốn đã đầu tư trang bị các cái cột bơm hiện đại, có lưu trữ được cái dữ liệu sau mỗi một lần bán, thì là đơn vị hầu như không phải đầu tư gì nữa, mà chỉ cần là cái dữ liệu của cái phần mềm hóa đơn điện tử của MISA kết nối với lại các cái phần mềm xăng dầu với các cái trụ bơm đó, thì đơn vị hoàn toàn có thể tự động phát hành các hóa đơn mà cũng không phải đầu tư thêm gì nữa. Thế ngoài ra các đơn vị mà muốn cải thiện cái hoạt động quản lý đó thì cũng có thể nâng cấp các cái đó lên. Thế còn đối với những đơn vị mà đang sử dụng những cái cột bơm cũ và chưa có cái chức năng để lưu trữ đó, thì chúng tôi cũng phát hành các cái phần mềm hóa đơn điện tử có thể giúp cho doanh nghiệp là sử dụng ngay cái trên web hoặc trên mobile, sử dụng chính các cái thiết bị mobile của cán bộ nhân viên để có thể phát hành hóa đơn điện tử ngay mà cũng không cần phải đầu tư trang bị gì thêm. Thì đó là những cái giải pháp mà các nhà cung cấp cũng như là cơ quan quản lý nhà nước cùng tìm cách để có cái lời giải cho doanh nghiệp. Và ngoài ra thì các bên liên quan cũng đã có những cái chiến dịch thống nhất để hỗ trợ cái chi phí đầu tư ban đầu, ví dụ như là các cái phần mềm xăng dầu, những cái ưu đãi về các cái thiết bị, cái chi phí đầu tư thiết bị cũng rất là ưu đãi, hay là các cái đơn vị cung cấp phần mềm cũng ưu đãi những cái chi phí triển khai ban đầu cho các doanh nghiệp. Thì tôi cho rằng là xét về dài hạn thì chúng ta nên đầu tư để có cái quản lý nó tốt hơn, không chỉ cái việc chấp hành cái quy định nhà nước về phát hành hóa đơn xăng dầu.
Và chúng ta cũng thấy ra là hiện nay thì ngoài việc là triển khai hóa đơn điện tử đến doanh nghiệp thì ngành thuế cũng đã và đang phát triển và triển khai áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Vậy thì để giúp doanh nghiệp xăng dầu áp dụng được hóa đơn điện tử đồng loạt theo các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng thì theo ông chúng ta cũng cần có thêm những cái giải pháp gì ạ? Đầu tiên là các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các cơ quan thuế thì chúng ta tiếp tục có cái hoạt động về tuyên truyền, truyền thông và cung cấp đầy đủ các thông tin để cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận đầy đủ thông tin. Cái thứ hai là các cái doanh nghiệp thì chúng ta cũng dỡ bỏ cái rào cản về mặt tâm lý và chúng ta tiếp cận đầy đủ các cái thông tin hơn, phối kết hợp với lại các cái nhà cung cấp giải pháp, các cơ quan quản lý nhà nước. Điển hình như thời gian vừa qua tôi cho rằng là chúng ta làm khá tốt thì các cơ quan thuế cũng đã tổ chức những cái hội nghị mời các cái đơn vị thuộc diện áp dụng và các cái doanh nghiệp cung cấp giải pháp cùng thảo luận, chia sẻ và giới thiệu các cái giải pháp, cũng như là qua cái hoạt động đó thì chúng ta lắng nghe được những cái vướng mắc của các doanh nghiệp. Từ đó thì bên cung cấp giải pháp, rồi cơ quan quản lý nhà nước cùng tháo gỡ và đưa cái hoạt động này nhanh chóng đi vào thực tiễn và giải quyết được hết những cái khó khăn. Vâng ạ, rõ ràng chúng ta cũng thấy rằng là việc xuất hóa đơn điện tử đối với mỗi lần bán lẻ xăng dầu thì cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp cũng như là các cấp quản lý. Tuy nhiên thì ông có lời khuyên gì đối với các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu về việc là xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng để họ có thể là gỡ bỏ được những cái băn khoăn, những cái thắc mắc, và đặc biệt là theo ông rằng là liệu việc xuất hóa đơn này thì có triển khai được theo quy định cũng như là theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ạ? Bản thân Misa chúng tôi thì rất tin tưởng vào cái việc mà chúng ta sẽ triển khai thành công cái hoạt động này. Cũng giống như các cái đợt triển khai hóa đơn điện tử khác thôi. Chúng ta có rất nhiều các lợi ích thu được. Và các doanh nghiệp nói chung, lúc đầu chúng ta cũng có những cái băn khoăn, có những cái khó khăn, có những cái rào cản. Nhưng mà sau đấy thì chúng ta đều thích nghi được. Và khi mà chúng ta thích nghi thì bên cạnh cái chuyện chấp hành các quy định nhà nước thì chúng ta cũng góp phần vào việc chuyển đổi số nhiều cái hoạt động của doanh nghiệp, phục vụ khách hàng nhanh hơn, làm khách hàng hài lòng hơn, thì qua đó cũng cải tiến được các cái hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các cái hoạt động quản lý điều hành khác của doanh nghiệp. Thì đối với cái hóa đơn điện tử cho các cái cửa hàng bán lẻ xăng dầu thì chúng ta cũng phải, các cái doanh nghiệp chúng ta cũng nên xóa bỏ các cái rào cản và nhìn nhận nó dài hạn hơn. Thì chúng ta nên phối kết hợp cùng với lại các cái nhà cung cấp giải pháp để tìm ra các cái giải pháp vừa là chấp hành được quy định nhà nước nhưng cũng nhân các cái dịp này để chúng ta cải thiện cái hoạt động quản lý kinh doanh của chúng ta, như là thống kê doanh thu trực theo thời gian thực, rồi là đối chiếu tồn kho, kiểm soát các cái hao hụt thất thoát, và sau này chúng ta cũng giảm bớt được các cái chi phí nhân công. Tôi lấy ví dụ như là khi mà triển khai cái hóa đơn điện tử này thì thay vì trước đây chúng ta phải bố trí kế toán để chúng ta thống kê, rồi cuối ngày chúng ta tập hợp, chúng ta kê khai, thì bây giờ là hầu như chúng ta không phải làm cái việc đấy nữa. Chúng ta sẽ giảm được cái thời gian công sức cho việc đấy. Hay là nếu mà chúng ta phải hạch toán kế toán cái này thì khi mà các doanh nghiệp sử dụng các phần mềm hóa đơn điện tử như thế này thì trực tiếp các cái dữ liệu từ các cái lần phát hành hóa đơn của chúng ta nó sẽ được đẩy vào các cái phần mềm kế toán của Misa. Thế và như vậy là cái người làm kế toán cũng không phải nhập liệu nữa, và doanh nghiệp thì có thể biết được cái các cái số liệu về kinh doanh luôn. Và như vậy là nó có rất nhiều những cái lợi ích. Thế còn khó đâu thì đương nhiên là bao giờ trong những cái lợi ích, những cái thuận lợi nó cũng sẽ có những cái bất cập của những cái khó khăn. Thì chúng ta cùng phải bắt tay để giải quyết, bởi vì đó là cái xu thế về chuyển đổi số và cái xu thế của cơ quan quản lý nhà nước trong chuyện là phải kiểm soát rồi thực thi những cái chính sách mà giúp cho chúng ta vận hành tốt hơn. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng chi tiết và hữu ích của ông Lê Hồng Quang dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Con số đáng chú ý. Thưa quý vị, trong chuyên mục này chúng tôi điểm một vài con số đáng chú ý trong lĩnh vực thuế hải quan. Đầu tiên là con số liên quan đến việc xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu.
Thông tin mới nhất từ Tổng cục Thuế cho biết đã có hơn 4.100 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và tăng 151,8% so với thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2023. Đáng chú ý là có nhiều địa phương mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tỷ lệ cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu triển khai hóa đơn điện tử đạt cao. Triển khai yêu cầu cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, Tổng cục Hải quan đã nghiên cứu báo cáo Bộ Tài chính phương án cắt giảm hai chế độ báo cáo, đơn giản hóa hai chế độ báo cáo và một thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực hải quan, nâng tổng số đề xuất cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực hải quan giai đoạn 2020-2025 đạt 8%. Chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cắt giảm đạt 10,2 tỷ đồng một năm. Và bằng việc thực hiện các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế năm 2023, toàn ngành thuế thu hồi được 41.557 tỷ đồng nợ thuế, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 37.605 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 3.952 tỷ đồng. Năm 2023, cơ quan hải quan áp dụng khoảng 445.718 chỉ số tiêu chí đảm bảo phân luồng thông suốt, 15.080.542 tờ khai xuất nhập khẩu, trong đó thì luồng xanh chiếm 66,31% và luồng vàng chiếm 29,87% và luồng đỏ là 3,82%. Tỷ lệ luồng đỏ đang duy trì ở mức phù hợp theo yêu cầu quản lý. Và kính mời quý vị tìm hiểu chi tiết nội dung các văn bản này trên báo điện tử Thời báo Tài chính Việt Nam. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia. Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục chuyên gia tư vấn của bản tin thuế hải quan số 1 năm 2024. Trong bản tin này, chuyên mục chuyên gia tư vấn ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực thuế được bạn đọc gửi đến chương trình. Đầu tiên đó là một câu hỏi được độc giả gửi tới qua email của bản tin. Mời quý vị theo dõi. Nhà cung cấp nước ngoài Facebook Google đã đăng ký kê khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam khi thanh toán cho các nhà cung cấp nước ngoài nêu trên đều phải thanh toán 5% thuế giá trị gia tăng bằng phương thức chuyển khoản theo đúng quy định. Xin hỏi doanh nghiệp Việt Nam có được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng 5% mà các nhà cung cấp nước ngoài đã thu nêu trên hay không? Đối với câu hỏi nêu trên, chúng tôi có ý kiến như sau. Căn cứ tại khoản 1, điều 14, thông tư 219/2013, thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng có quy định. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh, hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất. Căn cứ vào khoản 10, điều 1, thông tư số 26/2015, thông tư của Bộ Tài chính ngày 27 tháng 2 năm 2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng được sửa đổi bổ sung tại điều 15, thông tư 219, thông tư của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 2013 quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng như sau. Nếu có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng thay cho phía nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Căn cứ dữ liệu trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì các nhà cung cấp dịch vụ trên nền tảng như Google, Facebook v.v. đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo phương pháp trực tiếp trên cơ sở các quy định tại điều 76, điều 77, điều 78, điều 79, thông tư 80/2021, thông tư của Bộ Tài chính. Như vậy, khi công ty thanh toán 5% thuế giá trị gia tăng cho Google, Facebook nộp thuế theo phương pháp trực tiếp lên công ty không có hóa đơn giá trị gia tăng,
đồng thời các chứng từ thanh toán 5% thuế giá trị gia tăng cho Google và Facebook không phải là chứng từ nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật thuế nhà thầu nước ngoài. Do đó, công ty không đủ điều kiện kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng 5% đã thanh toán cho Google và Facebook theo quy định tại Điều 15, Thông tư 219 và các văn bản sửa đổi bổ sung. Xin được cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, chuyên mục chuyên gia tư vấn của chúng tôi rất mong trở thành người bạn đồng hành tin cậy của người dân doanh nghiệp khi gặp những khó khăn vướng mắc liên quan đến các chính sách, thủ tục về thuế hải quan. Nếu gặp vấn đề liên quan đến lĩnh vực này trong thực tiễn, xin mời quý vị và các bạn gửi về hòm thư điện tử bản tin thuế.hải quan@gmail.com. Ban thư ký chương trình sẽ tổng hợp và chuyển tới chuyên gia để có những tư vấn thấu đáo tới quý vị và các bạn vào những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.